tối đi. Ôi, xong rồi. Tiếp tục đấy. Em đi ạ, chúc gì đây? Chúc gì đây? À, hôm nay là sinh nhật của chị Liên. Em chúc chị là nhớ nó chứ đây. Không rồi. Có nhớ nó chứ. Ôi, tao. Rồi ơi. Chị hay đồ rồi, cho là tao mày còn ăn. Chị ơi, em chúc chị ăn ngoan trắng lớn, nhanh lấy chồng của em ăn cỗ. Thế thôi. Nào mày. Nó ăn đi, tớ đói hết rồi. Tớ này, việc học như môi này. Rồi, ok. Chính là chị Hiền nhẹ, em thích chị ạ. À, chính là phát cái giỏi muốn đã bỏ. Thế chị Hiền phát biểu cảm nghĩ chị ơi. Ê, nào phát biểu cảm nghĩ đi, rồi giỏi ơi, đưa lấy một chút ai ơi. Chị cảm ơn cho thông nhá. Rồi thì em chúc chị như chúng nó, tất cả chúng nó chúc nha, em đâu phải chúc. Ê. Này, nó ra cái hôm sinh nhật em.